Có việc ô tô xin kính chào anh chị em đang xem video của em Tiến ngày hôm nay. Hôm nay em Tiến sẽ lên cho anh chị em mình một hàng mẹt sang luôn anh chị em mình ha. Đó mà tài chính loanh quanh là 100 trở xuống thôi anh chị em mình ơi. Đó anh chị em nào mà thích mẹt sang để mình đi uống cà phê cà pháo loanh quanh thành phố thì anh chị em này không thể bỏ qua video này nha. Bên em thì ngoài 5 chỗ 7 chỗ xe đời cao hoặc là xe giá rẻ, anh em mình có thể là mua về để chạy gia đình hoặc mình kết hợp mình chạy dịch vụ cũng rất là ok nha. Anh em nào mà muốn tìm hiểu xe hoặc là muốn trải nghiệm xe thì có thể ghé Phúc Việt Ô Tô, địa chỉ 282 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 để mình xem xe và mình trải nghiệm xe nha. Ngoài ra thì bên em còn để lại số điện thoại trên màn hình. Anh em nào mà muốn được tư vấn trực tiếp thì anh em mình cũng có thể gọi điện tới, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn nhiệt tình cho anh em mình luôn nha. Quay lại video ngày hôm nay, em Tiến sẽ giới thiệu cho anh em mình combo 3 chiếc mẹt sang luôn nha. Chiếc đầu tiên là C180. Chiếc này thì có giá là 118 triệu nha anh em. Nói về mẹt thì chắc chắn là không thể thiếu về công nghệ, cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là độ an toàn. Thì xe này có tổng cộng 4 túi khí vẫn còn nguyên nha anh em. Gương ghế thì chỉnh điện nè. Đó, nói chung là anh em mình đi xe này thì độ an toàn rất chi là cao. Vấn đề là nó hơi tốn xăng xíu, nhưng mà mình đi mẹt thì mình ngại gì tốn xăng đúng không anh em. Em thứ hai, em này là E240 nha anh em. Vẫn là số tự động, vẫn có full công nghệ luôn, túi khí vẫn là 4 chiếc luôn đó. Nhưng mà giá của em này thì nhỉnh hơn, em này chỉ có 87 triệu thôi nha anh em. Một màu đen huyền bí cực kỳ đẹp luôn. Và cuối cùng là một em E240 tiếp theo. Em này giá là 98 triệu. Cũng 4 túi khí còn nguyên. Em này cũng full công nghệ, gương ghế chỉnh điện đầy đủ hết. Anh chị em nào mà thích 130 em này thì có thể ghé đến Phúc Việt Auto xem xe và trải nghiệm xe anh chị em mình ha. Bên em thì ngoài 3 chiếc mẹt này ra thì còn rất là nhiều dòng xe khác, 5 chỗ, 7 chỗ, xe trên 100, 200, 300 đều có hết. Số tự động hay số sàn đều có, nên anh chị em nào mà muốn tìm hiểu xe thì có thể đến Phúc Việt Ô Tô, địa chỉ 282 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 để mình xem xe và mình trải nghiệm xe. Hoặc là anh chị có thể liên hệ trực tiếp, bên em sẽ gửi hình ảnh, video, giấy tờ pháp lý cho anh chị em mình tham khảo thêm ha. Bên em thì ngoài bán xe còn có thu mua xe cũ với giá cao. Anh chị em nào mà đang có xe cần bán hoặc là muốn lên đời xe, anh chị em mình cũng có thể liên hệ tới số điện thoại em để trên màn hình. Bên em sẽ hỗ trợ anh chị đến tận nhà thu mua xe cũ với giá cao, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Video của em đến đây là kết thúc. Anh chị em nào mà thấy video của em hay thì cho em xin một nút like, một nút chia sẻ. Anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh để những video sau em đăng video lên những mẫu xe mới về thì anh chị em mình cũng có thể xem được video của em. Cảm ơn anh chị em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.